Selimet vào làm gác cổng cho một xưởng dệt kim. Hàng tháng hắn được lĩnh 80 đồng. Với 80 đồng ấy thì đến một phần tư con người cũng không sống nổi. Chứ đừng nói đến một người. Nhưng hắn hy vọng ở sự cần mẫn của hắn. Cuối cùng rồi thế nào ông chủ cũng sẽ đánh giá đúng được tinh thần cố gắng của hắn mà tăng lương. Trước gác cổng đối với hắn thật quả là thấp kém. Nhưng biết làm thế nào? Thời buổi này... Có biết bao nhiêu người đi gác cổng cho những kẻ còn không đáng mặt làm nghề gác cổng nữa kia? Chủ nhà và người gác cổng đã thế chỗ cho nhau, hắn làm ngày làm đêm, không quản công tiếc sức để hòng tiền lương được thêm đồng nào hay đồng nấy. Ôi, nếu như hắn có thể trở thành người gác đêm. Người gác đêm ở xưởng này được lĩnh những 200 đồng một tháng, mà công việc lại yên tĩnh hơn nhiều. Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Một ngày kia, lão chủ gọi hắn vào, bảo, "Ta rất hài lòng vì anh." "Đa tạ ông." Lão chủ hỏi anh có vợ rồi chứ như thể bị vạch tội hắn sượng sùng đáp dạ vâng và để được yên lòng sau khi đã thú nhận hết tội lỗi của mình hắn cúi đầu xuống nói tiếp bẩm ông chủ con còn hai đứa con nữa hả? À? lão chủ vừa ra chiều thông cảm vừa làm hắn hổ thẹn ái chà chà thế anh làm sao mà sống được dạ bẩm ông chủ chật vật lắm ạ à? ta làm ơn cho anh điều này nhé anh có thể vừa gác cổng vừa canh đêm được không được lắm bẩm ông chủ, kể ra thì anh cũng chỉ phải đứng ở cửa có 6 giờ. Cộng thêm với 8 giờ gác đêm nữa, vị chi là 14 giờ. Anh hãy còn những 10 giờ tự do nữa. Bằng lòng không? Xin đa tạ ông chủ, ta sẽ tăng thêm cho anh 30 đồng về công việc gác đêm nữa. Giả, dạ, xin đa tạ ông chủ. Người gác đêm vẫn lĩnh 200 đồng một tháng lập tức bị đuổi vì tội ngủ quá say và người ta lấy anh chàng gác cổng của chúng ta thế chân vào đấy. Ban ngày đứng canh cửa còn ban đêm, đeo chiếc đồng hồ kiểm tra trên cổ hắn đi canh gác xương. Tiền lương của hắn bây giờ được 110 đồng, hắn vốn là người chăm chỉ và cẩn thận. Hắn nghĩ, cuối cùng lão chủ cũng chẳng phải đồ ngốc, nhất định lão sẽ nhận thấy sự cố gắng của người làm và tất nhiên sẽ lại làm ơn cho hắn lần nữa. Chẳng hạn, lão sẽ giao cho hắn làm thư ký xưởng thì hay biết mấy. Thư ký được lĩnh những 300 đồng một tháng, hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được một hôm lão chủ gọi anh chàng gác cổng vào, ta rất hài lòng về anh nên lại muốn làm ơn thêm cho anh một lần nữa. Ban đêm thực ra thì anh cũng không đến nỗi bận lắm. Anh có ưng làm công việc giấy tờ văn phòng không? Ta sẽ trả thêm cho anh 60 đồng nữa. Người gác cổng suy tính, nếu vậy thì hắn sẽ được lĩnh 170 đồng. Cầu trời phù hộ cho ông, bẩm ông chủ hắn trả lời. Viên thư ký xưởng vẫn lĩnh 300 đồng một tháng lập tức bị đuổi về tội thường để cho những ý nghĩ vẩn vơ cà phê và thuốc lá, choán hết giờ làm việc của mình và người ta lấy anh chàng gác cổng của chúng ta vào thế chân. Giờ đây, ban ngày đứng canh cửa, đêm đến lúc canh xưởng hắn lôi máy chữ ra đánh các giấy tờ. Hắn làm việc đổ mồ hôi hột, cuối cùng lão chủ cũng chẳng phải là kẻ ngu đần, sớm muộn lão cũng sẽ phải nhận thấy mọi cố gắng của hắn và tất nhiên là sẽ thưởng công. Lão kế toán của xưởng lĩnh những 400 đồng một tháng. Chà nếu như có thể làm kiêm cả chân kế toán nữa. Hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định phải đạt được. Một ngày kia lão chủ lại gọi hắn vào, "Tôi hiểu rằng ở thời buổi chúng ta thì 170 đồng chưa thấm vào đâu lão nói nên tôi muốn tăng lương cho anh." "Xin đa tả ông chủ ạ, à, anh hẳn là còn thì giờ rồi." "Ngồi không ở nhà làm gì, anh nên nhận làm thêm việc tính toán sổ sách cho sưởng còn hơn." "Dạ vâng, bẩm ông chủ, hay lắm." tôi tăng thêm cho anh 45 đồng nữa. Viên kế toán của xưởng vẫn lĩnh 400 đồng một tháng lập tức bị đuổi về tội cứ nhầm trừ thành cộng, nhầm chia thành nhân. Bây giờ anh chàng gác cổng của chúng ta được lĩnh 215 đồng một tháng. Ban ngày hắn đứng canh cửa 6 giờ, ban đêm 8 giờ gác xưởng và đồng thời đánh máy. Còn khi về nhà thì lại tính tính toán toán. Hắn làm việc thật nhiều, cẩn mẫn, cố làm cho nhiều hơn mức người ta đòi hỏi ở hắn giờ này hắn lại mơ tưởng đến chức thủ kho. Thủ kho được lĩnh những 450 đồng một tháng. Nếu như con người hết lòng mong muốn điều gì, điều đó nhất định phải đạt được. Lão chủ lại gọi hắn vào, tôi lại muốn làm ơn cho anh lần nữa. Anh nghĩ sao, nếu tôi mời anh nhận chức thủ kho? Được như vậy con rất lấy làm mãn nguyện, bẩm ông chủ. Hay lắm, lương anh sẽ được tăng thêm 35 đồng. Anh đi mà nhận kho, viên thủ kho, một con người lơ đễnh đã trở nhầm về nhà đôi thứ hàng mà đáng lẽ anh ta phải trở về kho lập tức bị đuổi và anh chàng gác cổng của chúng ta bắt đầu làm phận sự của mình hắn làm ngày làm đêm không quản sức không tiếc thì giờ gì hết lão chủ chẳng phải con lừa cuối cùng thế nào lão cũng đánh giá đúng mực sự hy sinh ấy và quả nhiên lão chủ gọi anh vào cảm ơn anh tôi rất hài lòng về anh người làm việc tốt thì ai cũng biết đến các công việc khác thì anh vẫn cứ giữ nguyên, riêng việc ngác cổng thật không xứng đáng với anh nữa. Và từ nay tôi bổ nhiệm anh làm quản đốc phân xương. Làm quản đốc, hắn đâm ngơ ngẩn cả người, lâu nay hắn vẫn nhăm nhe cái chân quản đốc, hết lòng mong muốn điều gì, người ta nhất định sẽ đạt được. Và thế là hắn đã được làm quản đốc, tôi thêm lương cho anh 80 đồng lão chủ nói, kiêm làm quản đốc nên lương hắn được thêm 90 đồng, xong vì tôi gác cổng lại mất 80 đồng. Vậy cả thầy giờ đây hắn lĩnh 260 đồng một tháng. Viên quản đốc cũ vẫn lĩnh 500 đồng lập, tức bị đuổi vì tội tán tỉnh cô thư ký của ông chủ. Trong phân xưởng có 40 công nhân, hai thợ cả và 20 chiếc máy. Làm công nhân thì hắn chẳng màng, vì hắn có biết nghề ngỗng gì đâu, mà làm thợ cả thì lại càng không nổi. Hắn cũng không thể thay cho máy móc được, mà trong văn phòng thì ngoài hắn, chỉ còn có cô thư ký đánh máy nữa thôi. Lúc rảnh việc hắn tán chuyện với cô thư ký, khen ngợi lão chủ. Cầu trời phù hộ cho ông chủ, một con người quý hóa quá. Tôi vào làm gác cổng cho xưởng được 80 đồng một tháng. Ông chủ cho làm thêm chân gác đêm, thế là tôi được 110 đồng. Sau đó, ông còn cho tôi làm thư ký, lương tôi tăng lên đến 170 đồng. Sau ông lại tin cần giao cho làm kế toán và trả tất cả 215 đồng. Rồi ông giao cho cả việc giữ kho tôi được 250 đồng. Và bây giờ thì không kể mọi khoản tiền trên, tôi còn làm quản đốc. Và lương của tôi những 260 đồng, cô thư ký cũng khen ngợi ông chủ, thoạt tiên, tôi vào làm chân quét dọn ở đây được 40 đồng. Sau đó tôi nhận thêm việc dọn dẹp, giặt rũ ở nhà ông chủ và được tất cả 60 đồng. Rồi tôi lại kiêm cả làm thư ký đánh máy, lương tôi tăng lên đến 80 đồng, sau tôi làm thêm việc nấu nướng và giúp đỡ việc nội trợ cho ông chủ ông ta bèn tăng cho tôi lên 100 đồng. Rồi sau nữa, sau nữa anh biết đấy, tôi đã trở thành người có quan hệ thế nào với ông chủ. Và lương tôi được tăng thêm 15 đồng, bây giờ tôi được lĩnh 115 đồng. Hắn bảo cô thư ký, cô làm việc nhiều như thế chắc mệt lắm đấy. Cô thư ký đáp lại là hắn nói rất có lý và cũng hỏi lại hắn, thế công việc anh làm không nhiều à? Lương anh như vậy không ít hay sao? Hay là anh không muốn được tăng lương nữa? Hắn nhìn cô thư ký, hắn nhớ ra rằng trong văn phòng không còn ai ngoài hắn và cô thư ký nữa. Hắn nghĩ đến đống công việc của cô ta. Không, không hắn nói tôi không còn muốn một khoản nào thêm nữa. Cảm ơn cô, nhưng nếu như tôi là đàn bà thì sao? Thì hắn ông chủ sẽ đuổi cả cô và tăng lương cho tôi thêm 20 đồng. Không, không, như thế này tôi đã toại nguyện, vâng, nhưng nếu tôi là đàn bà chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi. Sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn. Hy vọng qua câu chuyện, chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc. Mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện. Hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa.